Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm đem lại cơ hội cho đối tượng lao động tự do, người dân ở các vùng nông thôn tiếp cận với chính sách hỗ trợ của nhà nước khi gặp khó khăn, rủi ro khi về già. Nhằm phát triển loại hình này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định mới đến từng đối tượng có nhu cầu. Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên người dân vẫn chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội này. Chúng tôi là thấy đây nó điều rất lợi, nhưng về kinh tế như vậy là làm thu nhập có hàng hẹp á, thành thử như là chưa có điều kiện để mà tham gia được. Thực trạng thì trong những năm qua, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, cũng như trên phạm vi toàn quốc nói chung thì cũng rất là mỏng. Và cái nguyên nhân sâu sắc mà dẫn đến cái thực trạng chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều là do nhận thức của người dân, họ đang có cái sự so sánh là giữa cái bảo hiểm xã hội tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua của ngành bảo hiểm xã hội cũng như của cả hệ thống chính trị chúng ta làm mới chưa tốt. Xác định công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất quan trọng. Do vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh phối hợp với Hội nông dân, Hội phụ nữ tỉnh tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ chi hội nông dân, phụ nữ thôn, bản, xã, phường, thị trấn và Hội nông dân, phụ nữ huyện, thị xã, thành phố Huế. Mục tiêu phấn đấu trong năm nay vận động được khoảng 10% người lao động ở nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi thực hiện chương trình này từ nay đến năm 2020, đặc biệt cho cái đối tượng là hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hai bên phối hợp để triển khai tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn toàn tỉnh để trước hết là nâng cao cái nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và kể là người lao động. Chúng tôi đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội là tổ chức cái tập huấn đến cán bộ, hội viên tại các chi tổ hội trên địa bàn toàn tỉnh nắm về những cái nội dung để nâng cao cái chất lượng để tham gia bảo hiểm xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến đầu tháng 12 năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.470 người, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 96% kế hoạch năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Con số này vẫn còn quá khiêm tốn. Trong khi đó, còn bộ phận lớn lao động trong khu vực phi chính thức thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa tham gia. Do vậy, đòi hỏi nỗ lực lớn của ngành bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cần phải tập trung vào cái người dân có khả năng họ tham gia được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi đó mới kỳ vọng là nâng cái tỷ lệ theo như tinh thần của cái nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức thực hiện rất nhiều giải pháp, nhưng mà tập trung vào cái công tác tuyên truyền tôi cho rằng đó là cái cốt lõi. Theo Nghị định 134 về Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo, 10% đối với các đối tượng khác. Với chính sách hỗ trợ thiết thực cũng như những giải pháp mà ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai, hy vọng sẽ đạt được mục tiêu mở rộng đối tượng và tăng tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên 50% vào năm 2020 theo nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.